Tình báo Việt Nam khiến CIA khiếp sợ. Ba Trần. Quý vị và các bạn thân mến, những trận đánh vang dội của lực lượng đặc công, trinh sát, tình báo, biệt động Sài Gòn chiếm căn cứ núi Bà Rá, Bà Đen, Phước Long, hai lần làm nổ tung kho bom thành Tuy Hạ, đốt kho xăng Nhà Bè, đều có công lao rất lớn của người chỉ huy tài ba, Thiếu tướng Trần Văn Danh. Để hiểu hơn về vị tướng tài ba này, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Trưởng ban tình báo chiến lược. Thiếu tướng Trần Văn Danh, bí danh Ba Trần, tên thật là Trần Văn Bá, sinh năm 1923 tại Hóc Môn, Sài Gòn. Khi khai sinh, ông lấy theo họ mẹ. Sinh ra trong cái nôi của cách mạng Nam Kỳ, cha ông là cán bộ Việt Minh. Ngay từ nhỏ, tinh thần yêu nước đã thấm đậm trong con người ông. Khi mới 12 tuổi, ông đã được cha cho đi giải truyền đơn bí mật, kêu gọi ủng hộ Đảng Cộng sản Đông Dương. Tháng 7 năm 1945, ông tham gia tổ chức bí mật Thanh niên Cứu Quốc. Trong cách mạng tháng 8 năm 1945, ông tham gia giành chính quyền ở Hóc Môn. Một thời gian ngắn sau đó, thực dân Pháp núp dưới bóng quân Anh, tái chiếm Nam Bộ. Ông liền đăng ký gia nhập đội trinh sát quân khu 7, chiến đấu ở miền Đông Nam Bộ. Nhờ đó, ông nắm chắc địa bàn miền Đông, đặc biệt là thuộc lòng từng kênh rạch, con hẻm khu Sài Gòn, Chợ Lớn. Năm 1949, ông được đề bạt làm tham mưu phó kiêm trưởng ban quân báo tỉnh Thủ Biên. 5 năm sau, ông làm phó chính ủy kiêm bí thư trung đoàn 556, đơn vị bộ đội lừng lẫy với những chiến công đánh Pháp tại miền Đông. Tập kết ra Bắc năm 1954, ông theo học trường an ninh, được đào tạo nghiệp vụ tình báo, chuẩn bị về Nam chỉ huy chiến đấu. Cuối năm 1960, ông cùng đoàn công tác đầu tiên nhận lệnh về Nam, công tác trong Trung ương Cục miền Nam đóng tại Tây Ninh. Ban quân sự miền được thành lập. Đồng chí Trần Văn Quang là trưởng ban, ông làm trưởng ban tình báo chiến lược. Thăng tướng trong đêm 30 tháng 4 năm 1975. Nhận nhiệm vụ trưởng ban tình báo chiến lược của Ban quân sự miền trong tình cảnh lực lượng tình báo cách mạng ở miền Nam gần như tan rã sau 7 năm thi hành chính sách tố cộng, diệt cộng, hết sức dã man của chế độ Sài Gòn. Ông Ba Trần phải xây dựng lại từ đầu. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là xây dựng lại cơ sở tình báo cách mạng, ổn định lâu dài, chuẩn bị cho sự nghiệp giải phóng miền Nam. Nhưng từng bước, qua thử thách, ông đã móc nối, xây dựng mạng lưới điệp báo, cài người vào những cơ quan đầu não của Mỹ ngụy như Dinh Độc Lập, Tòa Đại sứ Mỹ, Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Cơ quan Đảng ủy Trung ương Tình báo. Qua đó, nhiều thông tin tối mật của địch được thu thập, khai thác kịp thời để phục vụ cho việc chỉ đạo chiến tranh của quân ủy và Bộ Chỉ huy miền, Trung ương Cục và Bộ Chính trị Trung ương Đảng. Ông là người có công lớn trong việc đưa đồng chí Trần Quốc Hương, Mười Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên trưởng ban an ninh T4 thoát khỏi nhà tù. Lợi dụng tình hình rối ren sau cuộc đảo chính Ngô Đình Diệm tháng 11 năm 1963, đồng chí Mai Chí Thọ chỉ thị bằng mọi cách phải giải cứu đồng chí Mười Hương. Khi địch chuyển từ nhà tù Huế vào Tổng nha Cảnh sát Sài Gòn để phúc tra, đồng chí Ba Trần bố trí cơ sở mật là mẹ Lê Thị Nhiễm nhận đồng chí Mười Hương là con, là thầy giáo dạy tư và một mực kêu oan trước tòa, bị mật vụ của Ngô Đình Cẩn bắt nhầm. Từ những bài bản đấu trí với địch không lộ một kẽ hở, đồng chí Mười Hương đã được tha bổng. Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công Lập, Ba Lương, nguyên là sĩ quan quân báo, nguyên trưởng phòng quân lực quân khu 7 kể lại. Một buổi chiều giữa mùa mưa năm 1963, qua điện đài, ông nghe lén, bọn địch loan tin 10 giờ sáng hôm sau sẽ ném bom căn cứ Trung ương Cục đóng tại Đồng Rùm. Sau khi báo cáo cho Ba Trần, ông trao đổi với đồng chí Trần Đình Xu, phụ trách tiền phương Trung ương Cục. Quyết định được đưa ra, toàn cơ quan khẩn trương di chuyển, đào hầm, công sự tránh bom. Quả nhiên sáng hôm sau, 6 máy bay Mỹ dàn hàng ngang ném bom như trút xuống khu căn cứ, nhưng không hề gây thiệt hại gì về người. Sự mẫn cảm và tính quyết đoán của Ba Trần đã giúp cho cơ quan Trung ương Cục nhiều lần thoát hiểm an toàn và công tác chỉ huy tình báo luôn giành những thắng lợi. Tháng 6 năm 1965,
Ông giữ chức Phó Cục trưởng Cục Tham mưu miền, phụ trách phòng quân báo, là cơ quan tham mưu địch tình cấp chiến lược, chiến dịch, các chiến trường trọng điểm tại các quân khu 6, 7, 8, 9, 10 và quân khu Sài Gòn Gia Định. Từ trong lòng địch, các cán bộ tình báo nội thành đã khai thác rất nhiều thông tin tối mật của địch như các kế hoạch Makha, Hakin, McNamara, Bình Định Nông Thôn, Việt Nam Hóa Chiến Tranh và các âm mưu chuyển hướng chiến lược của cơ quan đầu não CIA Mỹ, chính quyền Sài Gòn, cơ quan đặc phủ Trung ương Tình báo Việt Nam Cộng Hòa, kịp thời báo cáo cho Bộ Tư lệnh miền, Trung ương Cục và Trung ương Đảng tại Hà Nội có những chủ trương, quyết sách đúng đắn, làm tan rã các âm mưu, thủ đoạn chiến tranh của địch. Năm 1965, quân Mỹ và chư hầu tổ chức trận càn Johnson City vào Bắc Tây Ninh với quy mô lớn chưa từng có. 45.000 quân, 775 xe tăng, thiết giáp, 160 máy bay các loại cùng 2 sư đoàn, 3 lữ đoàn. Nhờ công tác tình báo chính xác, nắm chắc kế hoạch và âm mưu địch, Trung ương Cục đã chỉ đạo rời tránh an toàn căn cứ địa, bày bố trận địa đập tan mưu đồ của địch. Khi phát hiện Mỹ mở rộng chiến tranh đánh Bọc Hậu từ Campuchia, đồng chí Ba Trần chỉ đạo đoàn 367 tập kích bất ngờ vào sân bay Pochentong, phá hủy 105 máy bay các loại, gần 100 xe quân sự và nhiều thiết bị, khí tài quân sự, tiêu diệt gần 95% giặc lái và máy bay địch do chính quyền tay sai Lon Nol tiếp ứng. Cuối năm 1972, quân ủy miền chỉ thị ông tập trung nghiên cứu, trinh sát tập kích kho bom thành Tuy Hạ, Đồng Nai. Đây là nơi dự trữ bom đạn chiến lược của Mỹ phục vụ chiến tranh Đông Dương. Kho bom được bảo vệ bằng hàng chục lớp rào kẽm gai cao 3 mét. Bên trong có hào sâu, đập cao, thả các loại chó berger, ngỗng và nhiều bốt canh phát hiện xâm nhập từ xa. Ông chỉ đạo cho đại đội 32, đoàn 10 đặc công dừng xác vào trận đánh quyết tử này. Sáng ngày 12 tháng 11 năm 1972, tổ đặc công gồm 4 người do đồng chí Nguyễn Hữu Hòa chỉ huy mang 32 khối thuốc nổ, đã phá hủy 15 kho bom CBU, 17 kho đạn pháo 105 ly cùng 10.000 tấn bom đạn, hủy diệt toàn bộ 33 nhà kho, làm thương vong hàng trăm tên địch. Đúng một tháng sau, vào 2 giờ sáng ngày 12 tháng 12, đội 5, đoàn 10 đặc công dừng xác bí mật áp sát kho bom một lần nữa, phá hủy 80 dãy nhà kho, chứa gần 18.057 tấn bom đạn. Kho bom Tuy Hạ cháy nổ suốt 3 ngày đêm khiến cho Mỹ và chính quyền Sài Gòn khiếp sợ, kinh hoàng. Tiếp tục kế hoạch phá hủy phương tiện, nhiên liệu, phục vụ chiến tranh của địch. Đồng chí Ba Trần chỉ huy các lực lượng đặc công, trinh sát, tập kích kho xăng dầu Nhà Bè, gây chấn động dư luận trong nước và thế giới vào đêm ngày 2, rạng sáng mùng 3 tháng 12 năm 1973 do đặc công dừng sát thực hiện. Đại tá Nguyễn Hồng Thế, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là một trong 8 chiến sĩ đặc công cảm tử đã tham gia trận đánh kho xăng dầu Nhà Bè, kể lại. Bộ chỉ huy miền do đồng chí Trần Văn Trà và Ba Trần chỉ thị cho Trung đoàn 10 nghiên cứu, trinh sát mục tiêu kho xăng dầu Nhà Bè. Đây là một hệ thống kho hoàn chỉnh nằm cạnh cảng Nhà Bè, rộng 14 ha, có 72 bồn xăng chứa hơn 10 triệu lít, cung cấp 60% xăng dầu cho các hoạt động dân sự và quân sự của địch tại miền Nam. Chúng bố trí lực lượng bảo vệ rất tinh nhuệ, dày đặc cả trên bộ lẫn trên không, dưới nước. Sau 14 chuyến điều tra, nghiên cứu, nhóm đặc công cảm tử đội 5 gồm 8 đồng chí làm lễ cảm tử xuất quân ngày 30 tháng 11 năm 1973 với lời thề chưa đốt cháy kho Shell, chưa trở về. Lúc 0 giờ 35 phút đêm ấy, kho xăng dầu Nhà Bè nổ tung và bốc cháy sáng rực một góc trời Nam Sài Gòn suốt 12 ngày đêm trong niềm vui chiến thắng của quân dân miền Nam. Hôm sau, báo chí Sài Gòn và phương Tây đưa tin chấn động. Kho Shell hoàn toàn bị thiêu hủy, cháy 35 triệu gallon xăng, dầu, tương đương 250 triệu lít, 12 bồn butaga, một tàu dầu 12.000 tấn, một cơ sở lọc dầu, một cơ sở trộn nhớt, một khu chứa lương thực, tổng thiệt hại khoảng 20 triệu đô la. Đầu năm 1973, đồng chí Ba Trần được giao nhiệm vụ làm phó trưởng đoàn đại biểu quân sự chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, tham gia ban liên lạc quân sự 4 bên tại trại Davis, sân bay Tân Sơn Nhất, thực thi Hiệp định Paris ngừng bắn. Frank Snap, chuyên gia cao cấp, phân tích tin tức tình báo của CIA ở Việt Nam, đã đánh giá đồng chí Ba Trần là một trong 4 nhà tình báo đáng sợ của Việt Nam.
không những xây dựng và chỉ huy hệ thống tình báo chiến lược hoạt động có hiệu quả, ông Ba Trần còn là người chỉ huy tác chiến rất dũng lược. Lần đầu tiên, Bộ Tư lệnh Miền tổ chức hợp đồng tác chiến theo quy mô lớn là trong chiến dịch Phước Long. Theo đó, cánh quân của đồng chí Nguyễn Minh Châu có nhiệm vụ đánh Tánh Linh, Võ Đắc để ngăn chặn không cho sư đoàn 18, bộ binh ngụy yểm trợ Phước Long. Ông Ba Trần được giao nhiệm vụ bịt tai, che mắt địch để cho quân đoàn 4 của đồng chí Hoàng Cầm giải quyết trận địa chính Phước Long. Nhiệm vụ của ông Ba Trần rất đặc biệt là chỉ được sử dụng một lực lượng nhỏ nhưng bằng mọi cách đánh chiếm núi Bà Đen. Đây là trung tâm viễn thông chiến lược quốc tế của quân Mỹ, làm nhiệm vụ thu tin mã thám và là đài không lưu hướng dẫn B-52 cùng các loại chiến đấu cơ điệu anh tạc miền Bắc và Campuchia, Lào. Quân do ông Ba Trần chỉ huy cùng lúc phải thực hiện nhiệm vụ thứ hai là thu hút hỏa lực của lữ đoàn 81 biệt kích dù, sư đoàn 25 bộ binh ngụy và phi pháo của F-5E đến từ sân bay Biên Hòa. Lực lượng do ông trực tiếp chỉ huy đã triển khai từ 3 hướng, bất ngờ tấn công thẳng vào cứ điểm, tiêu diệt nặng nề sinh lực địch. Cả Bộ Tổng tham mưu và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 ngụy huy động mọi lực lượng với quyết tâm chiếm lại cho được căn cứ núi Bà Đen. Đặc biệt, chúng sử dụng chiến đấu cơ, trực thăng, vũ trang phản kích rất ác liệt. Ông Ba Trần liền thay đổi chiến thuật, cho đơn vị chuyển sang bao vây, đánh lấn, chặt đứt việc tiếp tế bằng cách không cho bất cứ một chiếc trực thăng nào đổ bộ. Quân địch rơi vào vòng nguy khốn phải tìm cách rút chạy, đã bị diệt và bị bắt sống gần hết. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, ông Ba Trần nhận nhiệm vụ chỉ huy lực lượng đặc công và biệt động bí mật đột nhập vào Sài Gòn và vùng phụ cận để bảo vệ an toàn cho 16 cây cầu, cho đại quân tiến vào giải phóng. Đặc biệt là lót ổ trước, không cho địch phá hoại các mục tiêu quan trọng như kho xăng, nhà máy điện, kho quân lương, khu vực lưu trữ hồ sơ mật của Bộ Tổng tham mưu, Phủ Đặc ủy Trung ương Tình báo ngụy. Dưới sự chỉ huy của ông, các chiến sĩ đặc công, tình báo, biệt động thành đã anh dũng, mưu trí, táo bạo, làm chủ và bảo vệ an toàn các mục tiêu. Nhiều chiến sĩ đặc công đã hy sinh bảo vệ cầu Rạch Chiếc, cầu Sài Gòn, cầu Bình Lợi, Bình Triệu, Thị Nghè, Bình Điền để cho 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn. Rạng sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại đô thành Sài Gòn vừa được giải phóng, Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng đã thay mặt Bộ Chính trị công bố thăng cấp thiếu tướng cho ông và giao nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố về An ninh và Quốc phòng kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Sài Gòn. Đồng chí Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục miền Nam đã tuyên bố: "Bây giờ thắng lợi rồi, anh Trần Văn Danh đã hoàn thành nhiệm vụ. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi công bố thăng quân hàm thiếu tướng đối với đồng chí Trần Văn Danh, nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố về An ninh và Quốc phòng kiêm Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố Sài Gòn, ra định." Hoạt động xây dựng chính quyền. Sau giải phóng miền Nam, ông Ba Trần được Trung ương đề bạt làm Thứ trưởng Bộ Điện lực kiêm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng công trình Thủy điện Trị An. Trong lúc phân loại hồ sơ của chính quyền Sài Gòn cũ để lại, tình cờ ông phát hiện sơ đồ thiết kế công trình Thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai và nhiều công trình thủy điện khác. Tại hội nghị thành ủy, ông mạnh dạn trình bày luận điểm của mình về việc khảo sát xây dựng công trình Thủy điện Trị An và được đồng chí Võ Văn Kiệt ủng hộ. Việc đề ra phương án xây dựng công trình Thủy điện Trị An theo phương châm nhân dân nhà nước cùng làm. Đây là công trình quan trọng giúp thành phố khắc phục tình trạng thiếu điện trong quá trình công nghiệp hóa. Ông được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động năm 1990 và nhiều danh hiệu cao quý khác như Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất, Huân chương Độc lập hạng nhất. Chân dung lịch sử xin khép lại video bằng lời nhận xét của Đại tướng Lê Đức Anh về Thiếu tướng Trần Văn Danh. Đồng chí Ba Danh là người tận tình phục vụ Tổ quốc, có tài năng trong đánh giặc, có tài năng trong xây dựng Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Quý vị và các bạn có cảm nhận như thế nào về Thiếu tướng Trần Văn Danh? Hãy để lại ý kiến của các bạn xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị khác về những nhân vật nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.